Vâng, cùng đến với trận thi đấu thứ hai song C đấu thứ ba, game thủ màu 3 cầm AC, Hoàng Phi Thường cầm AC đầu cánh. Sắp xếp là không được rồi. Game thủ màu 2 Hitty trong cánh. IA, vâng IA ngoài cánh. Tiểu Huy Long lại được một trận cầm xèng trong cánh. Lại đánh bay tàu. Vâng, nhất có voi, ba voi. Thoáng đã nhìn thấy ba voi. Bãi hiêu đầu, bãi quả phụ à, bãi quả đầu. Vâng, tôi nhầm. Thôi chuyển qua màn hình máy game thủ cầm IA. Đây rồi, game thủ nô 1 cầm IA có đôi voi và bãi hiêu đầu ở gần nhà. Một trận IA vắt 2L chém chết hai nhà đối phương. Của mình có game thủ trong cánh sẽ không cần phải thi đấu. Vâng, một quân gọi là tứ tuyển mà cửa trên đôi bạn. Không có gì đẹp hơn nữa. AC Hitty xem. Còn thêm chém IA nữa thì làm sao mà có thể thua trận này được. Rồi, một đàn hiêu 4 con đã được đưa về nhà. Vẫn còn một tầm 1-2 con hiêu nữa. Bắt đầu cắm cờ đi rồi. Rồi, đưa nốt con hiêu này về. Ôi, văn lớp tí thì sai. Rất nhanh. Không cần phải thi đấu. Tỷ số nâng lên là 2-0. Vâng, anh đâu, anh đang làm gì đây? Giải khắp màn khắp nhà chị.